Xin ơn Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Quỳ trước nhan Ngài, con dâng lời chúc tụng ngợi ca. Tình yêu của Chúa, ôi thiên thu vững bền chẳng vơi. Yêu con ví tựa ngàn non, dù con rất ư mong giòn, Chúa yêu con người đã ban cho đời mình máu cao vời. Ôi lạy Chúa, Chúa ơi, con xin cất lời tụng ca. Thánh thể tình yêu tràn chứa muôn đời và muôn muôn thuở, Chúa yêu con mãi còn yêu con. Chúng con kính lạy và ngợi khen sự mầu nhiệm mình thánh rất sang trọng, mầu thánh rất châu báu vô cùng. Bởi lòng Đức Bà Maria đồng trinh sạch sẽ mà ra, đã để mình trong phép mầu nhiệm này cho được ở cùng chúng con. Là đêm sau hết, khi người còn ngồi cùng các môn đệ mà ăn bữa tối, là bữa trọng trên hết các bữa, khi đã giữ cho đủ các phép đạo cũ truyền lại mà ăn bữa này, đoạn mới phó mình cho 12 môn để lấy làm của ăn, ngồi thứ hai ra đời làm người, phán một lời phép tắc vô cùng, mà làm cho bánh thật trở nên mình người, cùng làm cho rượu nho hóa nên máu người thật. Vì vậy dù con mắt chúng con xem chẳng thấy, thì phải có đức tin cho được vững lòng. Vậy chúng con phải thờ lấy phép rất thanh rất trong giường ấy, vì các phép đạo cũ chẳng bằng phép này, thì chúng con phải có lòng tin cho bền. Thay vì con mắt chúng con xem thấy, chúng con phải ngợi khen Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần, cùng thờ lạy kính mến ngợi khen và hát mừng sự mầu nhiệm rất thánh này đời đời chẳng cùng. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lễ hội. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời Ngài đường chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Vào một ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại.
Những luật sĩ và biệt phái quan sát xem người có chữa lành người ấy trong ngày Sa-bát không, để có cớ tố cáo người. Nhưng người biết tư tưởng các ông liền bảo người có tay khô bại rằng: ngươi hãy trỗi dậy mà đứng ra giữa đây. Người đó đứng thẳng dậy. Đoạn Chúa Giê-xu bảo các ông ấy rằng: tôi hỏi các ông, ngày Sa-bát được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết? Rồi đưa mắt nhìn mọi người, Chúa bảo người đó rằng: ngươi hãy giơ tay ra. Người ấy giơ tay ra và tay người ấy được lành. Bấy giờ các ông đầy lòng tức giận và bàn định với nhau xem có thể làm gì được Chúa Giê-xu. Mời cộng đoàn quỳ. Ngày Sa-bát được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay giết chết? Chúa Giê-xu đặt câu hỏi như thế để giúp người ta thấy được đâu là mục đích chính của luật giữ ngày Sa-bát. Luật ấy nhằm mục đích giải thoát con người khỏi tính tham lam, đồng thời bảo vệ sức khỏe cho người lao động. Điều đáng tiếc là người ta chỉ còn thấy những quy định hình thức bên ngoài mà quên mất ý nghĩa chính. Trong đời sống đạo, nếu chúng ta không để ý thì cũng có thể rơi vào tình trạng đó, làm đủ thứ việc đạo đức nhưng mến Chúa và yêu người thì lại bỏ quên. Lạy Chúa, xin cho gia đình chúng con biết lấy đức yêu thương làm động lực cho mọi hành vi cư xử trong đời sống hàng ngày của chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giê-xu Ki-tô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Sio Philato, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết mà tàn xác xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh đồng công, tôi xin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thành tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giê-xu Ki-tô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giê-xu Ki-tô, xin Cha cho chốt chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giê-xu Ki-tô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giê-xu Ki-tô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thành tinh của con rất nhiều dâu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thành tinh của con rất nhiều dâu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy nơi Chúa. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy nơi Chúa. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy nơi Chúa. Lạy Cha, Đấng đầy lòng trắc ân, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tôi lỗi con to lớn mà sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là Đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là Đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền, giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ai Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ,
hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria Rất Thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng Chúa thương xót sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúa là đấng hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Ngày thứ hai, cầu cho anh chị em công giáo. Lạy Chúa Giêsu đấng đầy lòng thương xót, từ kho tàng xót thương, Chúa đã đổ chan hòa các ân huệ trên từng người và mỗi người. Xin hãy đón nhận chúng con vào trái tim từ bi luân tuất của Chúa, và đừng bao giờ để chúng con lìa khỏi đó. Chúng con cầu xin Chúa ơn này vì tình yêu kỳ diệu của trái tim Chúa đối với Cha trên trời. Lạy Cha hằng hữu, xin nghe mắt từ bi đoái thương đến các linh hồn chung nghĩa. Họ là gia nghiệp của con chi thánh Cha, nhân vì của khổ nạn đau thương của người. Xin Cha chúc lành che chở họ mãi mãi, như vậy họ sẽ không bị sa sút trong tình yêu hoặc đánh mất kho tàng đức tin thánh thiện, nhưng cùng với các thiên thần và các thánh họ sẽ tôn vinh lòng thương xót vô biên của Cha đến muôn đời. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng. Mời sách trang 36. Bao là tình Chúa yêu con, mênh mông như biển thái bình, dạt dào như ngàn con sông. Vô về năm tháng đời con, tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên mang, nâng đỡ tình con trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời, xa xôi ngày tháng em trôi, yêu thương như nước suối dòng, mặn nồng như làn hơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa dắt dìu con bước trong đời, từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương. Ông ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên mang, nâng đỡ tình con trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi.
có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời! Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chúc lành cho chúng con.
Thank you.
Xin mở sách trang 18. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Quỳ trước nhan Ngài, con dâng lời chúc tụng ngợi ca. Tình yêu của Chúa, ôi thiên thu vững bền trắng vơi. Yêu con ví tựa ngàn non, dù con đất ư mong giòn, Chúa yêu con người đã ban cho đời mình máu cao vời. Ôi lạy Chúa, Chúa ơi, con xin cất lời tụng ca, thánh thể tình yêu tràn chứa muôn đời và muôn muôn thuở. Chúa yêu con mãi còn yêu con. Kinh lạy Chúa Giêsu thánh thể, chúng con anh chị em trong ca đoàn Thánh Giuse cùng với tất cả mọi người đang hiện diện nơi đây, thay cho cả cộng đoàn giáo hội chúng con khép lại một ngày sống. Cảm ơn Chúa đã cho chúng con một ngày sống bình an. Xin lỗi Chúa về những thiếu sót, yếu đuối bất toàn của chúng con đã không tận dụng hết tình thương của Chúa, đã vô tình hay hữu ý có những lời nói hành động làm cho anh em phải buồn lòng. Xin Chúa thứ tha, để rồi xin Chúa tiếp tục nâng đỡ, chúc phúc cho cuộc đời của chúng con. Xin Chúa cho tất cả chúng con có một giấc ngủ bình yên và sáng mai thức dậy ca tụng tình yêu của Chúa. Lạy Chúa Trời xin tới du con. Muôn lời Chúa xin mau phù trợ. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, từ muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. Alleluia. Muôn lời Chúa Kitô ánh sáng, mừng lên cho khuất dạng đêm đen, hào quang muôn thuở diệu huyền, soi đường tin hiểu đi trên cõi đời. Cúi xin đấng tuyệt vời thánh thiên, lắng nghe lời khấn nguyện nài van, thương ban giấc ngủ yên hàn, được kể bên Chúa an toàn thong dong. Dẫu mất ngủ nhưng lòng vẫn thương, vẫn tin yêu một mực chân tình, xin giơ tay hiệu uy linh, như đồn bảo vệ như thành chờ che. Cúi xin đấng phù trì đoái đến, ngăn trước thù độc hiểm gớm ghê, giữ đoàn con cả đôi bề, mau Ngài tuôn đổ chuộc về thuở xưa. Chúa Kitô là vua nhân ai, kính dâng Ngài cùng với Chúa Cha, hiệp cùng Thiên Chúa ngôi ba, ngàn muôn phước ca vinh hoa đời đời. Phần Ngài muôn lạy Chúa, Ngài châm dân lại giàu tình thương và lòng thành tín. Lạy Chúa xin lắng nghe và đáp lời con, vì thân con nghèo hèn tung quẫn. Xin Chúa bảo toàn sinh mạng con, bởi vì con trung hiếu. Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây, hằng tin tưởng nơi Ngài. Chính Ngài là Thiên Chúa của con, xin giấu lòng thương con. Lạy Chúa, con kêu con gọi Chúa suốt ngày. Lạy Chúa, xin làm cho con được vui thỏa, vì con nâng tâm hồn lên tới Chúa. Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng, giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin. Lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu khẩn,
tiếng con văn này, xin để ý lưu tâm. Lâm cảnh ngặt nghèo, con kêu lên Chúa, vì Chúa vẫn đáp lời. Không một thần linh sánh kịp Ngài, lạy Chúa, việc Ngài làm quá thật vô song. Lạy Chúa, muôn dân chính tay Ngài tao dựng, sẽ về phụ phụng trương thánh nhan và tôn vinh danh Ngài. Vì Ngài thật cao cả và làm nên những việc lạ lùng. Chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa. Xin dạy con đường nối Ngài, lạy Chúa, để con vững bước theo chân lý của Ngài. Xin Chúa hướng lòng con, để con biết một niềm kính tôn danh thánh. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, con hết lòng cam tạ thánh danh Ngài, con mãi mãi tôn vinh. Vì tình Chúa thương con như trời như biển, Ngài đã kéo con ra khỏi vực thâm âm ti. Lạy Thiên Chúa, vượng kiêu ngạo nổi lên trong đôi, bè lũ hung tàn tìm mai bám sống con. Chúng đâu có kể chi đến Ngài. Phần Ngài muôn lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi. Ngài chăm dân lấy dầu tình thương và lòng thành tín. Xin đoái nhìn và xót thương con. Ban sức mạnh của Ngài và xuống ơn cứu độ cho tôi tớ Ngài đây, con của nữ tỳ Ngài. Xin ban cho con một điểm bao phung, để bọn thù ghét con trông thấy mà hô thét. Vì lạy Chúa, chính Ngài giúp đỡ ủi an con. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. Từ muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. Phần Ngài muôn lạy Chúa, Ngài chăm dân lấy dầu tình thương và lòng thành tín. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Thessalonica. Thiên Chúa đã không định cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng đã chết vì chúng ta, để giàu thức hay ngủ, chúng ta cũng sống với Người. Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con. Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con. Ngài đã cứu chuộc chúng con, lạy Chúa trời thành tin. Con xin phó thác hồn con. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con. Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức, xin Ngài cứu vớ cho. Khi chúng con đã ngủ, xin Chúa cùng giữ gìn, để cùng thức tỉnh với Đức Kitô và nghỉ ngơi an bình. Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi ta này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. Từ muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. Lạy
con còn thân, xin Ngài cứu vớt cho. Khi chúng con đang ngủ, xin Chúa cùng giữ gìn, để cùng thức tỉnh với Đức Kitô và nghỉ ngơi an bình. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, ngày hôm nay chúng con đã khó nhọc gieo hạt giống nước trời. Giờ đây xin cho chúng con được nghỉ ngơi lại sức, và xin cho hạt giống chúng con gieo vãi được nảy nở và trổ bông chín vàng trong ngày mùa sau hết. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng cho ta qua một đêm yên ổn và giờ sau hết được chết lành. Amen. Này con là đá, trên viên đá này ta xây giao hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan xưng hùng mưu ma vây vùng không làm chuyện ru. Ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng gấp sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ. Xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã trao vo tất cả các dân tộc cho con yêu quý của Chúa. Xin Chúa kết hợp các dân tộc và hội thánh Chúa, để những ai đi tìm ánh sáng chân linh, nhờ xứng đáng đạt tới Chúa là Thiên Chúa chân thật và duy nhất. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phụng bái tôn thờ, và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì, dâng về Chúa Cha và Con Chúa lời tán dương mừng chúc vang hòa, cùng vinh phước quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ga thương, để Thiên Chúa Thánh Linh nhân hậu khu tan dương cảm tạ suốt đời. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trôi lại cho chúng con biết tên mình và mau danh Chúa, để chúng con đời đời thương nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kinh mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Kính chào Đức Nữ Vương, bà là mẹ xót thương, ngọt ngào cho cuộc sống. Kính chào Lê Cây Trông. Này con cháu e bà, thân phận người lưu lạc, chung con ngựa trông bà, kêu bà mà không lòng, than thờ với rên la, trong đống đầy nước mắt. Bà là nữ trang sư, nguyện đưa mắt nhân từ phía đoàn con đoái lại. Và sau đời khổ ai, xin bà khưng tỏ ra, cho đoàn con được thấy qua phương bởi lòng bà, Đức Giêsu khá ai. Ôi lương ca khoan hồng, ôi tấm lòng xót thương, ôi dịu hiền nhân hậu, Trinh Nữ Maria. Lạy Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu cha mà vô hiệu. Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời, đến nỗi người ta có thể nói rằng trên trời Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin. Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi ở thế gian này, Cha đã từng là Cha nuôi và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con Chi Thánh. Nay xin Cha bảo chữa cho chúng con bên tòa Chúa. Chúng con trao phó nơi Cha vụ khó khăn này. Xin Cha giải gỡ giúp chúng con, để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha. Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng. Vâng, chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy Cha không bỏ qua điều gì giúp ích cho những người sầu khổ kêu cầu Cha. Chúng con sắp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van khóc lóc của chúng con. Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con và chúc lành cho chúng con. Amen. Lạy Thánh Martino rất khiêm nhường, lòng yêu thương nồng nhiệt của người chẳng những che chở các anh em túng nghèo mà lại cả những thú vật ngoài đồng. Thật là gương huy hoàng của Đức Bác Ai. Chúng con kính mừng và cầu khấn người từ tòa cao người ngự, xin đoái thương nhậm lời anh em túng nghèo kêu xin, để chúng con được bắt chước các nhân đức người mà yên vui trong địa vị Chúa đã đặt, và được mạnh mẽ can đảm và thánh ra theo chân Chúa cứu thế và mẹ sầu bi, sau hết được về nước thiên đàng. Vì công nghiệp Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Con xin phó dâng linh hồn và xác con ở tay Chúa. Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm. Kẻo xa phạm tội gì mất lòng Chúa, hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớ gì sống trên, con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chống lành cho chúng con.